Tất cả các bạn đã trở lại với show Kung Fu của Toàn. Thì hôm nay Toàn có đơn hàng đi ngoài Bắc. Thứ nhất là đơn hàng ống phản xạ đi Hà Nội và đơn hàng vỏ bao cát 1m2 loại đặc biệt này đi Yên Bái. Thì anh ở Yên Bái đó là anh Lò Văn Tý, anh ấy ở Hành Sơn Văn Chấn Yên Bái. Anh ấy có mua vỏ bao cát 1m20 loại đặc biệt, loại tốt nha các bạn. Loại này hai lớp. Lát nữa mình sẽ cho các bạn soi hai lớp bóng phản xạ. Lát nữa mình sẽ cùng sẽ là test hàng với là kiểm tra hàng ký trước khi gửi đi cho khách. Thì dạo này cứ đơn hàng nào là mình cũng kiểm tra ký cho các bạn cùng xem với mình luôn. Đây, đây, đây là nó có ba dây xích nha các bạn. Đây ba dây xích. Đây là cái nắp của bao cát đây. Khi các bạn dồn xong rồi các bạn lấy cái nắp các bạn đậy lại. Cái da của nó rất chi là dày nhé, loại 1m2 này. Ở bên trong có một lớp nữa nhé. Đây là miếng mút của mình thôi. Đây một lớp dây nữa này. Bạn xem này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Có 6 cái dây. Một lớp bên trong có 6 cái dây. Dây như vậy rất chỉ là chắc các bạn xem này. 6 cái dây như vậy ở lớp bên trong này. May này, cái nối từ đầu bao cát này, cái đáy bao cát luôn. Đáy bao cát thế này luôn. Cái bao cát không bao giờ các bạn lo nó bị gãy đôi hoặc là bị rách cái đáy bao cát nhé, hoặc bị bục cái đáy bao cát là không có nha các bạn. Mới lấy da của nó để cho bạn xem luôn cái da của nó. Đây. Bạn xem da của nó này. Cái dây kém này thì tốt rồi không nói. Đây. Kém to rồi đây, da của nó. Rất chi là dày này. Và lại mềm nhé, không có cái dày nhưng mà không cứng như các bạn. Đây. Rất chi là tốt này. Cái này nó nặng, vỏ này nó nặng khoảng tầm 5 kg đấy các bạn. Nặng lắm, có khả năng hơn 5 kg đấy, cũng không ít đâu. À, bạn xem soi mình đây, da nó rất chỉ là dày đây, già lắm. Loại này loại đặc biệt nhé, rất chỉ là dày nhé các bạn. À, xong rồi thì mình sẽ đi kiểm tra lại bóng phản xạ này. Bóng phản xạ thì mình sẽ kiểm tra đây. Bằng cách là mà kiểm tra bóng phản xạ là chúng ta lấy hẳn cái bơm của nó ra, chúng ta kiểm tra được cả bơm. Thứ nhất là bên trong cái bơm này nó có kim bơm rồi, mình cũng lấy kim bơm ra mình kiểm tra luôn, mình vặn vào đây, mình cũng làm video để cho các bạn xem luôn. Đây, lát nữa các bạn xem video xong là các bạn cũng có thể là về nhà các bạn đặt hàng xong là các bạn về tự bơm được. Đây là cái vòi của nó, cái này là thương hiệu Vua Lông nhé, là cái vòi của nó nha các bạn. Đây, đây vòi nó đây. Khi mà các bạn gắn vào đây này thì lấy cái vòi của nó các bạn đâm với kim vào, các bạn nhớ là không để xuống đất nha các bạn, cắm như vậy là rách bóng bên trong nhá. Bên trong là cái bóng bằng cao su mà, thì thực ra chúng ta để hẳn lên trên cao này, chúng ta chọc thẳng vào đấy, sau đó chúng ta mới bơm. Thì lúc các bạn mà mua bóng phản xạ thì mình có tặng kèm theo cái bơm và hai cái kim bơm để cho các bạn về nhà các bạn tự bơm bóng phản xạ nhé, các bạn không phải chạy đi mua hoặc là đi ra ngoài đi bơm. Sau này và bóng nó có xuống hơi hoặc là như thế nào thì các bạn có thể bơm được nhé. Bơm này là gọi là bơm mini nhé các bạn. Rồi mình bơm tạm vậy để mình kiểm tra đây. Đây các bạn thấy không? Thì các bạn nhớ bơm cho mình là bơm còn nắn được cái tay là được. Các bạn mà nắn tay mà cứng quá là chuẩn bị nó nổ nhé. Bởi vì cái bóng phản xạ này nó không phải là dạng bóng đá. Nếu mà dạng bóng đá thì các bạn bơm căng các bạn đá được. Nhưng mà bóng này sử dụng để đấm, tập phản xạ né tránh. Nếu mà các bạn mà ép lực mạnh quá nó sẽ nổ. Nên các bạn bơm sao để còn nắn được cái tay vào, là các bạn đấm đá thoải mái không bao giờ nó nổ, mình đảm bảo cho các bạn. Nhưng mà các bạn bơm căng quá là nó ép, nó căng quá là nó sẽ khi một khi đấm đá mạnh là nó sẽ nổ như vậy. Đây, đây bơm như vậy như mình là thoải mái. Đây, hai tay luôn này. Đấy, các bạn nghe thêm kêu uống gớm không? Đấy. À, không hề hấn gì nhé các bạn. Đấy, xong đó mình kiểm tra xong mình sẽ xì hơi gửi đi cho khách. Đấy, mình xì hơi rồi mình gửi cho khách. À, mình sẽ lấy cái van ra. Lối các bạn, mình xì hơi thì mình mới vặn ra, vặn cái này ra. À.
vặn cái kim bơm ra, mình chọc vào đây. Đấy, các bạn nghe tiếng nó ra hơi chưa? Đấy, nó xì xì ra hơi chưa? Đây, quan sát cho bạn xem. Đấy, thấy nó ra hơi chưa? Khi mình xì hết hơi đi thì mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Những bạn nào mà đặt hàng với mình thì vui lòng gọi vào số điện thoại của mình, đó là 0987961325. Và có thể các bạn tìm hiểu về chi tiết về cái bóng vặn xạ, giá cả và đường link vào website của mình, Facebook của mình và Zalo của mình. Nếu các bạn vui lòng đọc phần mô tả bên dưới video nhé. Giá bóng vặn xạ này nếu mà các bạn mà mua nhiều á, trên 4 sản phẩm á, thì 250.000, còn các bạn mua lẻ một trái là 280.000 nhé các bạn. Các bạn mà mua lẻ là 280.000. Mà mua nhiều trên 4 trái của huấn luyện viên thì mình sẽ để cho các bạn giá rẻ, đó là 250.000 nhé các bạn. Đây, kiểm tra xong, bỏ vào. Đây, bỏ vào đây. Có túi đây. Đây. Rồi kim bơm bỏ vào nữa. Rồi, các bạn yên tâm nhé. Vậy là các bạn xem video xong là các bạn đã yên tâm về cách thức mình kiểm tra hàng. Rồi kiểm tra xong rồi đóng gói lại cho các bạn đồng hàng và mới gửi đi. Đấy, rất cẩn thận nhé các bạn. Cái bóng này là thương hiệu Volong. Loại này loại tốt. Mình cũng đang xài cái bóng này để tập luyện đây. Đi gửi đi cho khách. Và những bạn nào mà mua dụng cụ võ thuật với mình, ngoài ra bóng vặn xạ mình còn rất nhiều các loại côn, nhịp khúc hoặc là các dụng cụ tập võ khác nhau, thì cứ liên hệ trực tiếp với mình để nghe tư vấn và đặt hàng nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những sản phẩm mới nhất.